đây là cái nhà đầu tiên của mình nó tuy giờ nhìn bề ngoài khá thô sơ nhưng mà bên trong thì mình đợi đủ hết tất cả mọi thứ tất cả mọi thứ mình cần đều ở trong những cái rương này ở phía dưới thì mình còn có một khu vực để mình nhìn ngắm cảnh vật các kiểu nhìn rất là đẹp ok thật sự thì cái nhà này mình đã kiểu bỏ hoang nó rồi mình không thích cái nhà này nữa và ở đây có một cái tháp đây mình có một câu chuyện về cái tháp này Đột nhiên lúc mà mình sinh tồn bên trong cái tháp này thì có một con zombie trượt từ trên cầu thang trượt xuống Mình không hiểu bằng cách nào nó sẽ trượt như vậy Nên là mình đành phải lấp cái chỗ thang nó đi Và mình nghĩ làm sao mà thằng dân làng hoặc là bản thân mình có thể leo lên trên đó được Nên là mình đã xây một cái cầu thang để đi lên trên cái tháp ở trên đó để mình có thể thăm dò xung quanh đó, mình có thể thăm dò xung quanh coi con zombie nào ở đây không Mình cũng tạo một đường xuống, chỉ bằng cách đi ngược lại Đó, đây thì các bạn có thể, có thể đi xuống dưới rồi Dễ mà đúng không?